Vâng, em xưởng làm xe Tuấn Anh xin chào tất cả cô dì chú bác anh chị em đã quay trở lại với xưởng làm xe Tuấn Anh của nhà em trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2023, bên xưởng em lại chính thức review một mẫu xe Simson S51. Chiếc xe này thì được lên theo đơn đặt hàng của anh khách đến từ Hải Dương và bên nhà em đã ra biển năm số biển 34AS06240 cho anh khách bên nhà em. Thì hôm nay bên xưởng em đã lên xong và chuẩn bị bàn giao về với chủ nhân của chiếc xe này trong buổi chiều ngày hôm nay hoặc trong buổi sáng ngày mai. Thì hôm nay thành phố Phủ Lý nó đang rất là mưa, thì em cũng tranh thủ đi ra ngoài và quay chiếc xe này cho anh em cùng tham khảo. Đây là một chiếc xe dọn full đồ và 100% đồ Đức anh em nhé. Thì hôm nay em sẽ quay cái video này lên cho các bác cùng tham khảo. Anh em có nhu cầu đặt xe lên xe xin liên hệ với xưởng làm xe Tuấn Anh của nhà em qua số điện thoại 0353 252 351. Thì em cũng không để mất thời gian của các bác nữa. Chiếc xe này thì được bên xưởng em nhận đặt trọn gói cho khách, xe bên nhà em không bán các bác nhé. Anh em có nhu cầu đặt xe xin liên hệ với em. Còn anh em có nhu cầu mua xe sẵn hoặc là mua những chiếc xe mà đã dọn rồi thì cũng liên hệ với em nhé. Đây em sẽ đi chi tiết một vòng chiếc xe này cho anh em này. Một chiếc xe này khá là đặc biệt, được dọn full mới từ A đến Z, từ con ốc đến bu lông. Thì em sẽ báo qua đồ chiếc xe này cho anh em cùng tham khảo nhé. Thứ nhất là phần tay sách. Tay sách này là được nhập mới anh em nhé. Dây đai này, xi nhan MZA, đèn hậu MZA, hến dè MZA anh em nhé. Bô bên này em cũng lắp bô MZA luôn. Thụt sau được nhập Đức, mua e-bay một đôi thụt zin xưa các bác nhé. Đấy, thụt sau S51 này. Vành bánh được thay mới hoàn toàn, xăm lốp thay mới. Phần sơn xi bên nhà em toàn bộ là sơn tĩnh điện, vỏ là sơn ô tô các bác nhá. Đây là toàn bộ vỏ này sơn ô tô này. Đấy, máy móc thì bên nhà em đánh lại này. Đây là đánh giả zin cho các bác nhá. Chế mới, mô bin mới này. Vành bánh lốp trước Đức này. Lốp trước là 2/3 là lốp Đức này các bác nhá. Vành bánh em thay mới luôn này. Tâm nan thay tâm nan inox không dỉ này. Hàng loại 1 cao cấp này, thụt trước được làm lại, tất cả đã được đánh lại hoàn toàn này. Vòi voi MZA này, đấy, tẩu nhôm này. Thì tất cả những con xe em làm, con này là công tắc thay mới các bác nhá. Công tắc nhập Đức này, đồng hồ nhập Đức luôn. Gương lược là cũng là gương nhập các bác nhá. Đấy, pha đèn mới, còi Đức này, đấy, xi nhan Đức này. Chiếc xe này thì được làm rất kỹ cho anh khách đến từ Hải Dương. Đôi dè này được nhập Đức mới các bác nhé. Đôi dè đen này được nhập hoàn toàn. Đây này, rất là cứng cáp. Hàng nhập Đức nó phải cứng cáp anh em nhé. Máy móc này, tất cả xe bên nhà em làm đều full option cho anh em. Từ con ốc zin trở đi nha các bác nhé. Ốc inox này, những con ốc zin này toàn bộ là ốc zin, ốc ấy nha anh em nhé. Trục trước mới này, khóa cổ, khóa cốp đầy đủ. Bộ bát của Ford này được thay mới hoàn toàn này. Đấy, yên là vỏ MZA nhé. Đấy, xương yên Đức nha các bác nhé. Đấy, em lắp thêm một giá hàng này. Đấy, vành bánh thay mới này. Các bác theo dõi xe bên xưởng em cũng nhiều rồi, thì anh em nào có nhu cầu đặt xe xin liên hệ với em nhé. Tất cả điện đóm thì em đã lắp khóa zin này. Đặc biệt là xe bên nhà em làm thì toàn hầu hết là toàn bộ là lên điện IC Yamaha. Nấc đầu tiên là nấc bật đèn xi nhan này. Đấy, xi nhan bên tay trái này, xi nhan bên tay phải này các bác nhé. Đấy, phải sau này, trái sau này. Công tắc phanh tay phanh trước đầy đủ nhé anh em nhé. Đấy, âm phanh này, phanh tay phanh chân này. Đấy, đây là một đôi tay nắm hạt na đời mới, nhưng mà cầm khá là chắc chắn, không cần nó hơn hẳn của cái MZA anh em nhé. MZA nó hay bị nứt này. Gương lược thay toàn bộ là gương xịn anh em nhé. Đấy, nút dầu mới này. Đấy, tất cả mọi thứ đều đã được làm full option cho anh em. Thì bên nhà em lúc nào cũng hân hạnh phục vụ anh em. Tất cả các anh em có nhu cầu về Simson Min xin liên hệ với em. Còi zin kêu rất là hay nhé. Đấy, còi zin kêu rất là hay luôn. Rồi nó có cả bát sinh này anh em này. Đấy, lắp đầy đủ cho các bác nhá. Đấy, tất cả con ốc vào từ con ốc zin nhá các bác nhá. Đấy, cùng công tắc em cũng thay mới luôn.
Những con xe như này thì cái giá thành nó rất là cao nha anh em nhá. Chiếc này đều là giá rất là cao. Các bác có nhu cầu thì tham khảo xin liên hệ với em. Còn xe thì bên nhà em là xe đặt không bán, em sẽ nổ máy cho anh em này. Xe đã lên điện bình IC rồi thì anh em chỉ hé chân phát là nổ ngay thôi, không bao giờ phải đạp phát thứ hai đâu nhá. Đấy, nó lợi thế là cái điện IC này anh em chỉ đạp phát là nổ. Đây này, máy đang nổ này. Đấy, vô đấy. Tất cả mọi thứ này, đèn đón biết đầy đủ nha các bác nhá. Vâng, anh em có nhu cầu đặt xe, lên xe thì xin liên hệ với xưởng em qua cái số điện thoại là 0353252351. Em cũng xin kết thúc cái video tại đây để chuẩn bị bàn giao về chiếc xe này cho chủ nhân nhé. Đấy. Thì bên nhà em cũng có lên rất là nhiều xe cho anh em nhưng mà thực chất là cũng không quay video. Và hôm nay em những chiếc xe được phép quay video em cũng đã quay lên cho anh em theo dõi rồi. Thì chúc anh em có một buổi chiều thật là may mắn, buổi chiều thật là vui vẻ. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo. Xin cảm ơn.